gì vậy? Bị tao ngược quánh hả? Vô gì? Làm gì được? Nhiều chuyện quá bị ngược. Mày á nha, đàn ông con trai cái mỏ dài 8 thước à. Ôi ôi, có ai dài hơn à? Mệt mày quá. Mà sao tự nhiên bà kêu tôi qua đây coi chừng quán cho bà? Cái bà đi nhiều chuyện vậy? Tao nói thiệt với mày nha, tao là cái người không có thích nhiều chuyện. Tao rất là ghét nhiều chuyện. Và không bao giờ tao nhiều chuyện. Cái thằng quỷ này ướt tao hết à. Uống không yên với bà nữa. Bà gan quá bà Hồng. Nói chuyện mà không biết mắc cỡ luôn. Gì? Nè, tôi nói thiệt ha, cái sớm xẻo lá này mà thiếu bà buồn lắm bà ơi. Bị gì á? Nó bị vắng bà là tắt nghẽn hết thông tin luôn. Mày nói móc tao nha. Mà nghĩ á, tao thấy tao cũng hay với mày ha. Cũng hay thiệt. Mà coi chừng nha. Chừng gì? Tôi chạy xe ôm vòng vòng sớm này, tôi nghe nhiều người cay bà lắm rồi đó. Cái gì cay? Mọi người cảm ơn tao không hết, làm gì cay? Bà gan quá vậy. Chết cha, có điện thoại. Chờ tao một chút. Alo. Dạ không nghe ạ. Tháo chút cái gì? Tôi nói cho chị biết, từ đây về sau còn thiếu cái bỏ vô chuyện nhà tôi thì ha, đừng có trách tôi nha. Nói gì đâu mà nhiều chuyện. Nhìn mặt này biết bị chữ đúng không? Ngồi đây tôi nghe bên đó la quá trời. Nói nào ngay. Dạ. Tao á chỉ có ý tốt thôi. Tao thấy con của bà có tin nè, như vậy không biết có phải nhiều chuyện không? Không không, cái này bà phải đi nấu chứ. Bị gì đó giờ cái sáo lá mình chưa có mấy vụ này. Bởi vậy tao có ý tốt mà còn sợ hả mà người ta nói tao hả nảy nọ nữa. Không, chơi chút đã buồn mà. Tại bình thường mà nhiều chuyện quá. Thôi thôi tao không nói mày nữa. Làm gì làm đi, tao không nói. Mà không được, tôi phải chạy ra ngoài kia la lên với bà con để mà bà con biết đường mà đề phòng. Ở đây nghe, ở đây tôi đi. Đi nghe, bà nhiều chuyện. Đó, giờ không biết ai nhiều chuyện. Trời ơi, sao vậy? Đi ngoài đường sao thấy, thấy bất an quá vậy ta? Đi lẹ lẹ về đi, nguy hiểm quá. Làm gì mặt mày có căng thẳng vậy? Trời ơi, mày biết không, sao dạo này tao đi đường tao thấy nó bất an quá, nó nghi nghi á. Nghi có ai theo dõi tao á? Theo dõi cô? Ừ. Mà cô làm gì theo dõi? Trời ơi, theo tao, nó cướp tao đó. Cướp hả? Cướp hả? Trời ơi, gì vậy? Cướp làm sao mà, làm sao nó không biết được, nó cướp được hai tao với mày đó. Cái gì? Thôi mà cô cứ yên tâm đi, thằng cướp nào nó gặp người ai á thì người ta sợ, chứ nó gặp cô á thì coi như nó xui đó. Sao xui? Thì con cứ nói xui là xui, cô cứ tin con đi. Mày móc hỏng tao phải không? Thôi nè, bỏ qua đi, tao hỏi nè, mày theo tao làm chi vậy? Để con đi mua cà phê về cho tía con uống. Thiệt không? Dạ. Vậy đi. Dạ. Nè. Dạ. Giờ này tao thấy anh hai ổng không có uống cà phê nữa vậy? Tại vì á hả, tía con muốn uống cà phê mang về không à. Sao vậy? Tía con sợ giống cô á, không dám đi ra ngoài. Ổng sợ gặp cướp hả? Dạ không. Hả? Sợ gặp cô á. Sao vậy? Thì sợ gặp cô sợ có gì đâu. Mày á nha, mày móc tao. Nhưng mà tao nói trước, mày mốt không được theo tao, nghe chưa? Nghe không? Dạ, con biết rồi. Đứng lại, ăn cướp, đứng lại, ăn cướp.
cướp hả mày? Cướp hả mày? Làm gì đâu mày? Trời ơi, tiểu rồi, bắt được rồi. Trời ơi, chỗ tiểu đúng là hiền sĩ luôn. Anh mèo quá, thằng Huy còn nó giỏi quá mày ơi. Giỏi quá rồi. Đi mày. Sao vậy? Mày ăn cướp mày không làm gì hả mày? Trời ơi, không ngờ bữa nay mới thấy tiểu giỏi vậy luôn á. Xóm mình nha, không có thằng cướp nào mà sống được mà khi có thằng tiểu mà bị cỏ đây là không có thằng nào sống được đâu. Đúng rồi, giỏi mà. Lâu 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 người ta mới nhậu một lần. Nhậu một lần đâu phải nhậu lâu lâu á nha. Nhậu lâu 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 người ta mới nhậu cho họ say. Đúng rồi, phải nhậu cho say được. Nhớ được anh. Công nhận mình nhậu vô mình hay ghê. Tự nhiên uống mấy ly rượu vô cái làm như cái trình độ âm nhạc lên cao vậy mày. Anh công nhận là hôm nay vui quá xa là vui à, nhà trai bên gái ai nấy phải rồi gái rồi mày ơi à. Sao mày là anh em chứ khốt cứ trai nhà gái vậy vậy thỉnh rồi à, từ lúc mà cha sanh mẹ đẻ em tới giờ đây là ngày đầu tiên mà bà con hàng xóm khen em quá trời quá đất luôn. Anh mày nè, từ hồi mẹ đẻ cha sanh anh mày tới giờ lần đầu tiên được bà con bao ăn nhậu phú phê vậy. Mà bà con nhiệt tình quá nên em cũng tình nhiệt hơn. Ừ, đúng rồi. Mà gì vậy không biết rồi. Anh em mình là có công bắt mấy thằng ăn cướp à. Nên là anh em mình vậy là xứng đáng rồi. Đúng rồi. Tao nói mày nghe nè. Dạ. Từ ngày trở về sau, cái xứ mình mà có thằng cò xe ôm với thằng bảy tèo là Phan, hả? Cho hỏi hai đó là hai nào ạ? Là hai mình á. Ông xỉnh rồi. Dạ. Ông bảy. Ông là thằng bảy cò. Còn bảy cò. Tôi là thằng tèo xe ôm. Mà ông nói cái gì mà bảy xe ôm, tèo cò là hai. Bảy đúng rồi. Từ ngày có thằng bảy cò, thằng tèo xe ôm là cái xứ xẻo lá của mình nó yên ổn á. Ngon mày ơi. Hello tế. Dữ hen. Nhậu giờ này mới về đó hả? Hôm nay vui quá xá là vui luôn tế. Hôm nay con mới vừa bắt được cướp. Nghe rồi, biết rồi. Sáng giờ ta đồn rùm ngoài mà có hiệp sĩ bắt cướp mà. Hiệp sĩ đường phố mà. Là con á. Tía thấy con trai của tía giỏi không? Giỏi. Nhưng mà phải cẩn thận nha, cả tướng mày nhỏ lắm đó. Bọn cướp bây giờ nó manh động dữ lắm đó nghe con. Dạ, công nhận làm việc tốt, vui dễ sợ luôn á tớ. Vui thì vui. Dạ. Nhưng mà vui cũng phải có chừng có mực. Đừng có ăn nhậu bê tha quá, không có được cái không. Dạ. Mà tại vì tâm lòng của bà con tớ ơi, mình không nhận sợ bà con buồn. Má mày bỏ mới càm ràm đây đó, liệu hồn quá. Tế. Gì? Con giỏi vậy tế có thưởng gì cho nó không? Thưởng cho mày cái cù lâu vậy chứ thưởng. Cái gì kỳ vậy? Làm việc tốt, đâu có mong đền đáp con. Vậy tế cũng phải thưởng khích lệ thằng nhỏ chứ. Được rồi. Mai tao đi chợ tao mua cho cái huy chương. Dạ. Rồi đeo vô đi cho nó quay như chó phóc vậy đó. Mà sao ngồi nãy giờ cái xóm mình sao không ai ra cho mình nhiều chuyện chút ta? Để khoe cái bộ vòng mình mới mua hả? Có hả? Có! Vô đây con, vô đây. Ủa Thím Tư. Ôi, ngồi đây. Còn uống gì không? Uống gì không Thím kêu? Dạ. Uống gì không? Dạ, cà phê. Ừ. À vậy Hồng ơi, cho nó ly cà phê đá vậy Hồng ơi. Ủa, con đi đâu đây? Dạ, đi lòng vòng chơi. Nè Thím nói nghe nè. Dạ. Cái vụ bắt cướp bữa hổm á, con giỏi lắm á nghe. Nhờ có con á mà bà con mình á được yên tâm. Có gì đâu Thím Tư ơi, con thấy bà con mình bất bình cái ra tay tương trợ. Thì vậy là giỏi rồi chứ còn gì nữa. Thanh niên trai tráng á là phải vậy đó nha con. Sau này vợ con bay nó được nhờ. Thiệt hả Thím Tư? Thiệt. Vậy Thím Tư thấy con có cơ hội không? Cơ hội hả? Dạ. Tràn trề. Dạ cảm ơn Thím Tư. Nè, rảnh không? Dạ rảnh.
đi với Thím chút được không? Dạ được. Dạ. Ủa dạ, nhái có bên nhà không? Có, đủ hai má con nó luôn. Ồ vậy hả? Lâu quá không gặp nhỏ. Nhớ quá, qua nận nhỏ chút xíu. Có gì nhà đâu mà đòi ghé con. Bây giờ Thím từ đâu? Đi chợ ăn bún riêu. Tại Thím nè mới mua vòng đeo vàng nhiều quá thành ra đi mình thấy cũng ớn quá, rủ con đi chung. À mà con ăn gì chưa? Dạ con mới vừa ăn cơm xong, con đi sỉ găng vòng vòng chơi. Vậy thôi ra ngoài uống hột é đi, Thím Tư bao. Dạ cảm ơn Thím Tư. Ừ đi con. Khỏi làm cà phê cô Hồng ơi. Thôi đi rồi đúng rồi. Kìa công nhận nha, đi với hiệp sĩ cũng yên tâm. Đi con. Bữa đó vui dễ sợ. Đó tao về tao ngủ mà tao nhớ lại cười bể bụng luôn mày. Có mắc cười luôn. Anh mai mốt hay anh có đi đâu chơi á, nhớ rủ em đi chung với nghe. Ok. Ê đây nè mùa tới rồi nè. Gì vậy? Trời ơi đi nè, rượu nè, cái này hả khô một nắng nè. Nè đó thấy chưa, còn tôm khô của cửa đó, tao ngon quá vậy nè đó. Rượu này nha, ngon lắm nha. Rượu gì vậy? Rượu ngâm á, rượu tỏi. Ồ, rượu tỏi hả? Rồi uống vô có bị ngúng củ tỏi luôn. Bậy bà, rượu này tốt lắm đó. Tao ngâm để tao uống, nhưng mà tao thấy tụi bay giỏi có công á, tao mới thưởng cho đó. Vô bánh rồi nghe con nè. Vậy con có được phần không? Không, mày đâu có công gì đâu. Mày mà uống là tao tính tiền. Ừ. Đúng là cuộc đời đối xử bất công. Không thèm ha. Tôi ra ngoài kia tôi uống cà phê cho sướng. Ôi trời ơi. Đánh đàn đánh đàn. Cái gì? Bà dân chơi chút xíu, ở đây nhậu cho vui mày. Thôi cảm ơn ha. Ai được mời thì người đó hưởng đi. Thôi có kìa, có kìa. Tụi ăn đi, tụi ăn đi. Rồi bé ăn dữ rồi nha. Chồng đó còn cái gì kêu tao lấy thêm cho hen. Ok dạ, đi nha. Tao vô á. Dạ. Cái gì kêu nghe. Đương nhiên rồi, ông bà mình nói làm việc tốt thì thế nào cũng được đền đáp mà. Dạ vậy em xin kính anh một ly. Anh kính em một ly. Dạ vô. Trời ơi. Ê mà hai anh em mình giống kết nghĩa huynh đệ quá mày. Dạ. Mà có sao đâu, anh em mình ở chung xóm với nhau, tình thân bến thân quá trời rồi. Vô go gót đi nữa nè. Đó đó, bụng hoa quanh. Ừ bụng này uống vô đã vậy trời. Em kính thêm anh thêm cái nữa nè. Huynh kính đệ. Kính huynh. Ngon quá mày ơi, quá đã. Làm miếng mồi coi. Trời ơi. Đó, củ kiệu ha, tôm khô ha. Hộp thịt bắt khảo. Ok, người ta cho ăn gì ăn đấy. Ngon quá. Bắt đi coi. Mùi tỏi bá cháy à. Làm miếng khô rồi nè ta. Anh ơi. Bây giờ mình còn có nhiêu đây, để em rót cho anh đầy đi hết luôn, tràn luôn. Rồi ly của em còn bao nhiêu em hưởng bấy nhiêu. Ê vậy không có rót vậy. Trên bàn nhậu phải ăn rồng chia đủ chứ rót cho đều nè. Không đâu có được, anh là anh, em là em, anh uống nhiều đi, em uống ít chưa đó được. Vậy em út nó nói lớn hơn khiếp nhỏ rồi sao? Nó không có, cái này em út nó chịu, anh cứ bậy. Đâu không được. Em út là phải gót cho đều. Ăn hiếp em út là người ta coi ra gì, quanh da chết à. À, dạ anh nói thì đúng rồi, vậy là em sai, lỗi của em. Của mày đừng có cãi, có lỗi của anh. Thôi coi như vậy là lỗi của hai anh em mình luôn đi. Ừ, vậy đi. Ủa, hai anh em mình lỗi rồi thằng nào đúng? Ai chú cũng được, nếu sao anh em mình vui là được. Tối nay có cái trận siêu gì? Siêu kinh điển á, coi không? Ừ, siêu kinh điển câu xỉnh phải đón câu cũng được chứ. Đúng rồi. Ủa anh mê đội nào à? Ừ,
Anh là anh mê Juventus à? À, bởi vì có Ronaldo của anh. Em thì em thích Barcelona có Messi. Messi. Ông là ông bậy ông ơi. Gì Messi bậy? Có ở đâu hay Ronaldo mới hay. Ô, ông nghĩ sao Ronaldo hay hơn Messi? Messi là đẳng cấp thế giới ông biết không? Rồi. Vậy rồi Ronaldo mới là thế giới. Ông coi Messi đá chưa mà ông nói giống như là đúng rồi á. Chưa. Tao không thích Messi lấy gì tao coi. Vậy coi đi. Coi đi nó rồi mới biết nó đá như thế nào. Trời ơi thằng Messi là nó đá đá. Cùi bắp Ronaldo mới là tốc độ mày ơi. Bởi vậy tao nói mày bảo thủ thiệt cái tẹo. Trời, tao dạy mày mà mày không chịu nghe. Tao dạy mày là thằng nào đó hay là nó đã hay, còn thằng nào đã dở là nó dở. Sao mày cứ cãi tao hoài vậy? Tao anh mày vừa mày kêu tao bằng mày hả? Anh cứ khỉ khô cái gì nói nãy giờ cãi ngang không? Biết không? Tao đập mày giờ. Tao nói là Ronaldo là số 1 của tao. Tao nói Messi là số 1. Ronaldo của tao mày. Messi. Ronaldo. Bây giờ mày muốn cái gì mày chê thằng Messi của tao hoài. Bây giờ tao mày chê tay đôi ở đây. Tao sợ mày hở ra mày. Mày ngon mày đứng im ra tại chỗ sao mày né tao hoài hả? Mày ỷ mày làm anh tao nói tao mày cứ cãi lời tao là, tao quýnh thấy bà mày luôn. Tao qua đây tao đập với cha mày luôn con. Tao qua tao chờ tới bến. Ê mày. Hả? Rồi mày làm sao? Sao mày tao đánh mà mày né? Tao né đâu? Hồi nãy tao mới qua đá sân khách rồi đó. Bây giờ mày ngon mày qua đá sân nhà bên tao đi. Trời hết đâu? Hết tao tao sợ mày. Đá nhà mày luôn rồi con. Ngon mày nhậu luôn tao đập cái cha mày luôn con. Đúng rồi thôi. Tao quýnh mày lên. Cái gì vậy? Ngồi xuống. Này con ơi, tao chuyện gì? Thôi. Ôi mày ơi. Cái gì vậy hả tụi bay? Hả? Tự nhiên hai anh em đang hả nhậu vui vẻ vậy xong là nghĩ sao? Hỏi đó kìa. Hỏi nó đi. Không có hỏi gì hết á. Hồi nãy giờ con uống cà phê ngoài kia con nghe hết rồi. Sao đó cô nghe coi. Để con kể đùi đâu cho cô nghe. Kể đùi đâu? Ủa cái gì? Không phải. Đầu đuôi mấy ổng làm con quýu hết trơn à. Thì tóm lại á là cũng tại hai cái ông Ronaldo với Messi hết. Làm sao? Tao không hiểu gì hết. Thì kết luận có một câu vậy thôi đó. Trời ơi. Và coi nó vô duyên không? Tôi thích Ronaldo của tôi. Cái nó bắt tôi khoai Messi của nó theo luôn. Mày không công nhận người ta, tao cho mày ăn ghép. Không mày vô mày vô mày hả? Thôi đi, thôi mày, anh bảy ui. Mày cãi tao hoài hả mày? Trời ơi là trời ơi hả? Hai cái tụi bay hả là vô duyên lắm à hả? Cái chuyện đâu hả? Trên trời Tây trời U vậy á. Tự nhiên cái hai đứa ông xong là nghĩa sao? Hả? Hai cái ông ở bển nó có giỏi hay dở mất mớ tới ông đâu. Giờ bà buông tôi ra coi làm gì tôi nè. Mày buông tao ra coi. Buông mệt quá. Tôi tới luôn á. Sao vậy mày? Thôi bây giờ đi. Ronaldo là số 1 quá. Đi về. Đi về này đi về. Bây giờ em đưa anh về nè, bển coi Messi đá ha. Coi Messi đá. Messi đá. Messi đá là số 1 rồi. Phức dại à. Mày đâu rồi? Ê còn chiếc dép của tao. Mày kiếm chuyện với mày. Đi. Giờ tao cho mày ăn dép gì vậy? Hả? Tụi bay á hả? Đúng mà hả? Rượu vào lời ra. Hả? Tao biết vậy tao không cho tụi bay nhậu đâu. Uống xong cái là hả? Đánh nhau hả? Rồi sùm mà mất tình là nghĩa sao hết. Đi hướng này nè. Ê, đi đâu vậy trời? Xuống sao mấy? Trời anh bảy ơi anh bảy. Anh mệt không? Để nó đi bình thường mày lôi tôi đi mệt quá tao không lôi tôi thì có mày làm gì mày lôi tao đi mệt quá mày hồi nãy giờ ông lôi tôi không mà đúng lôi đâu mày buông tao ra coi để đi bình thường rồi buông ông ra cho ông qua đánh lộn với ông tèo nữa hả mày kéo tao đi đi lạng quá mày đi vẫn đi lạng qua lạng lại tao chóng mặt quá tao mà lạng với ai thiệt rồi chú Tư ơi ơi ai đó dạ con đây ủa con tới có chuyện gì không? À, con có một người bạn ở quê vô gửi cho con mớ bánh này. Cái con bỗng nhớ đến chú Tư. Con qua tính rủ chú Tư kiếm mớ tép xúc lai lai. Cái gì mới giờ này nhậu rồi?
Dạ, có mồi thì mình nhậu, chứ nói chi chuyện thời tiết. Mày á, đừng có ỷ mà sức trai trẻ mà tối ngày cứ lo ăn nhậu. Nửa già đi á, rồi mới thấy biết cái thân nha con. Trời ơi, tại thím Tư thấy vậy á, chứ con không phải giống như là thằng Tèo, thằng Bảy Cò ở xóm này đâu, ăn nhậu suốt ngày. Con á là có mồi con mới nhậu. Phải không đó? Ít nhậu hả? Ít nhậu sao có cái tên ba lít? Không phải. Cái tên ba lít này là má con uống, chứ không phải con uống. Má mày. Bực mình thiệt chứ nha. Công nhận á, cho ăn cho nhậu hả, miễn phí không tốn tiền. Mà hả còn vô quậy cái quán của tôi, cãi lộn, quýnh lộn, không biết có gãy bàn của tôi không nữa. À, kiểu này hả, không có chuyện lần sau đâu. Má, vài lần vậy chứ hả, công an hả, nó xuống hả, cái nó dẹp quán tôi luôn. Bực bội đâu á. Bảy gãy bàn không nữa. Gì điện thoại vậy này nữa. Ủa anh hai. Dạ em nghe anh hai. Cô Hồng ơi là cô Hồng. Cô là người lớn. Mà cô bày ra chi ăn nhậu cho tụi nhỏ nó đánh lộn đánh lão như cô. Dạ em thưởng. Thôi cô khỏi giải thích nữa. Tôi biết hết rồi. Thôi nha cô, mai mốt cô đừng làm gì nữa nha. Tôi cúp máy đây. Mấy cò anh, mấy cò. Tía kêu anh về kìa. Trời đất ơi, bỉ gì vậy? Tía kêu về kìa, sao im như hến vậy? Không có trả lời được không? Ủa? Tự nhiên cái quạo à. Ê, không có gì tự nhiên hết trơn nha mày. À, tôi biết rồi. Có phải anh quạo cái chuyện hôm qua không? Chứ gì nữa? Ai mượn mày ẩm tao về rồi kè tao gì chi? Thì tôi muốn can hai người ra. Can gì? Mày để từ từ tao đi về. Mày là mày ẵm tao như là em bé hả? Lúc đầu á, tôi có dìu anh dậy để tôi kè anh về, mà anh không chịu. Bất đắc dĩ á, tôi phải ẵm anh về chứ làm sao. Ở đó không cảm ơn người ta mà còn bắt bẻ nữa. Cảm ơn mày. Cảm ơn mày làm tao mất mặt với chồng sớm á. Ủa? Biết mất mặt hả? Trời đất ơi, biết mất mặt mà lúc đầu á, gây lộn với anh Tèo. Ủa đâu phải tại mình tao không? Lúc đó có mày ở đó nữa mà. Ôi, tưởng hai ông gây lộn với nhau chuyện gì to tát quá. Gây lộn ba chuyện xàm xí tào lao không? Mày biết gì đâu nói mới xàm xí. Đúng rồi, tôi không biết. Cho nên tôi đâu có mê đá banh đâu. Đúng rồi, mày đâu có mê đá banh, mày mê đá bóng. Cái gì vậy? Nói gì đó? Không, tao nói là mày mê banh đũa. Vô duyên. Tía kêu về kìa. Mới giờ này mà gắp lên gắp xuống vậy mày? Hôm qua nhậu gì xỉn về chứ đầu cũng chết rồi. Ủa? Cũng biết chuyện đó nữa hả? Biết sao không? Chị mày còn nhớ cái chuyện hôm qua không? Hay là quên rồi? Chuyện gì? Nhắc đây. Thì cái chuyện hai tụi bay á, mày với thằng Bảy Cò đó, nhậu với nhau rồi bắt đầu cái tự nhiên cái xém quýnh lộn đó. Hả? Nhớ sao không? Em mới sáng sớm à. Anh hai anh gọi cho tao, anh chửi tao quá trời quá đất. Làm gì chửi? Thì ông nói tao á, bày đặt á hả, đãi tụi bay nhậu nhẹt giờ để mới xảy ra cái cớ sự như vậy. Thôi bà ơi, thanh niên uống mấy ly rượu vô cự cãi có gì đâu, quên đi. Thôi đi ông, cũng vì cái chuyện đó hả mà tao xém mày lên phường rồi đó. Thôi nha, mới gặp bà cái lên phường, sao tôi dị ứng quá. Sao lâu quá không thấy tới ta. Bà đợi ai à? Đợi Bảy Cò. Bà kêu Bảy Cò qua đây hả? Ừ.
tôi đi về. Ngồi đây, ngồi đây, mệt quá, hận tí chạy 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 chạy. Ở đây uống cà phê. Hôm nay tự nhiên ngán cà phê quá. Thì uống sinh tố đi. Ừ, không luôn. Thôi nha mày, tao năn nỉ qua tao quê rồi nha. Kệ bà. Thôi mà, tao á là tao kêu thằng Bảy Còn qua đây để giảng quà cho hai tụi bay. Đừng có giận nữa. Không dám đâu. Bà muốn tôi không giận Bảy Cò, bà phải kêu Bảy Cò xin lỗi tôi. Tại dù sao tôi cũng đớn nó mà. Thôi bớt đi, để nó qua coi làm sao. Cô Hồng ơi, cô Hồng. Ủa, uống cà phê nè con. Cho ly cà phê đá mang về đi. Thôi mà, vô uống cà phê đi, ngồi xuống đây nè. Không, bận công chuyện, về nhà uống. Tôi cũng mang về luôn. Hả? Sao kỳ vậy? Bây giờ không uống cà phê mang về nữa, mà là về nhà rồi làm cà phê xong mang qua. Trời đất. Tôi ra xe đợi hóng mát, ở trong đây nóng nực lắm, xong rồi đem ra xe cho tôi. Cái gì tụi bay? Hai tụi bay bộ tính không có nào nhìn mặt nhau nữa hả? Trời đất ơi, có hai đứa nó lớn rồi như con nít vậy à. Mệt rồi nha. Ủa, có chuyện gì vậy cô Hồng? Thì chuyện thằng Bảy Cò với thằng Tèo đó. Hai đứa nó giận nhau rồi, không thèm nhìn mặt nhau nữa. Ôi, thầy kệ đi cô ơi. Giận hờn vài bữa là quề rồi, nít nôi mà. Không, đàn ông mà con hiểu, không có giận dai đâu. Ê, con cũng hiểu đàn ông dữ vậy hả? Trời đất ơi. Nhưng mà tụi nó mà giận như vậy là cô mất mối. Gì vậy? Ừ. Té ra là cô chỉ sợ mất mối thôi, chứ cô không có ý giải quà cho hai ổng hả? Tất nhiên rồi, tao chỉ sợ mất mối thôi à. Con nói thiệt nha, riết rồi á, cô làm thất vọng hết sức vậy đó. Cái gì? Cái gì thất vọng? Còn mày nữa, mày qua đây làm gì, mua gì? À không, con chỉ qua đây ngồi chơi với cô thôi. Thôi 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 thôi, tao mệt lắm rồi, mày biến luôn đi. Trời đất ơi, có cần đối xử bạc bẽo với tôi gì không trời? Nhảy nhảy nhảy. Anh Tèo đâu ạ? À, em đi mua sữa cho thằng con em. Lên chở cho. Thôi em đi vài bước nữa tới hả? Ủa, nay anh không buôn dứa của Hồng hả? Thôi, buôn bán gì. Qua bển gặp bà nói nhảm nhảm nhức đầu lắm, anh đi về. Trời đất ơi, tính của Hồng xưa giờ vậy. Anh không biết hay sao còn trách cổ làm cái gì? Thì biết vậy rồi, nhưng mà nay trong người anh Tèo không được vui, nên tránh mặt bà luôn. Anh vui gì? Hỏi chi vậy? Ừ, thì tại em nghe ta nói có chuyện buồn mà không kể ra sẽ bực bội và khó chịu. Vậy hả? Đến suy nghĩ coi. Mèn đét ơi, mình không vui chuyện gì mà mình cũng không biết nữa. Nhưng mà em biết. Em biết gì? Thì cái vụ anh với Bảy Cò chứ gì. Ủa em cũng biết nữa hả? Không phải riêng mình em biết không đâu, hết cái xóm này nè, ai cũng biết hết trơn á. Vậy là cũng từ cái miệng của Diễm Lưỡi làm đó không đâu nhỉ? Ai mà không biết, anh cách của Hồng làm cái gì? Ai biết trơn á. Bởi cái sáo lá này ta nói, cái gì cũng được, mà được cái là thông tin nhanh nhất luôn á. Nhưng mà anh Tèo, em hỏi thiệt nha. Cái gì? Anh còn giận anh Bảy Cò không? Giận chứ sao không? Anh nói cho em biết, anh Tèo của em ít giận ai lắm á. Mà một khi anh đã giận là anh không nhìn mặt luôn. Thôi đi, anh em chòm xóm với nhau không à, giận làm cái gì? Quề đi. Thôi, không có quề gì hết trơn á. Em về em nhắn cho nó, muốn anh làm quề với nó, nó phải qua đây xin lỗi anh nè. Tại dù sao anh cũng lớn hơn nó mà. Anh sĩ diện lắm, anh không có xin lỗi anh đâu. Bộ nó biết sĩ diện, anh không biết sĩ diện hả? Thôi, anh với Bảy Cò làm quề với nhau đi. Anh em chòm xóm thân thiết với nhau, đi qua đi lại gặp nhau mấy hồi, giận hoài, được gì đâu giận. Không thèm đụng mặt nó,
Nó đi đường này, anh quẹo đi đường khác, khỏi đụng mặt nó luôn. Trời, chán hai anh gì đâu á. Mà thôi, đừng nói vụ bẫy cò nữa. Lên bóng 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 bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Bóng bóng bang bang, ăn đi. Sáng giờ câu uống được con nào hết trơn á. Mày có chắc nó chưa? Chắc, em tìm hiểu kỹ lắm. Anh yên tâm. Nó tên gì? Nhà nó ở đâu? Một thằng á là bẫy cò. Còn thằng kia á, như nó chạy xe ôm á anh. Hai thằng đó đó bắt anh em của tụi mình á, giờ anh tính sao? Nó dám phá chuyện làm ăn của anh em tao. Mày nghĩ coi, tao bỏ qua cho nó được không? Nhưng mà tụi nó đi tới hai thằng. Ủa, nó hai thằng, tao với mày hai thằng, sợ gì nó? Mà em nghĩ gì nè, tụi mình á nên xử từng thằng trước, vậy sẽ hợp lý hơn. Mày nói á, nghe cũng có lý. Tao với mày xử thằng xe ôm trước. Mà thường á, nó hay đậu ở đâu? Thằng xe ôm á, thường thì nó đậu quán cà phê kia kìa. Vậy bây giờ á, tao bàn kế hoạch như vậy. Hiểu chưa? Okay. Chuyện giận hờn á là để đàn bà con gái tụi em lo nha. Đừng có mà giành phần của tụi em biết chưa? Hứ, bực bội à. Em mới chửi anh bảy cò rồi đó. Ờ. Người nó nói làm sao? Anh có nói gì đâu. Em chửi một hơi xong rồi em cúp máy. Có cho anh cơ hội đâu mà anh nói. Trời. Tưởng gì. Nhưng mà em cũng chửi ảnh rồi. Anh vừa lòng chưa? À, chửi nó cái mắc bụng dễ sợ thôi. Mà anh cũng thiệt tình á. Chòm xóm ở trên dưới nói ha. Chuyện anh với lại anh bảy cò. Có chuyện gì đâu mà cứ giận nhau hoài vậy? Ai thèm giận nó đâu. Ủa? Không ai giận ai á. Vậy thì sao không ai nói chuyện với ai vậy ta? Ừ, thì có gì đâu nói. Thì đó, như vậy là giận rồi chứ còn cái gì nữa. Em sẽ hẹn anh với là anh bảy cò ra ngã ba bạo lực, cho hai người tự giải quyết nhau đi. Quýnh lộn hả? Quýnh lộn cũng được, hoặc là cào cấu anh biết tập gì nhau cũng được hết á. Nhưng mà khi quýnh xong á, anh với anh bảy cò phải quề nhau, biết chưa? Ừ, để coi. Tới đó là tính. À quên. Lát nữa em gọi cho anh bảy cò. Anh nhớ đó nghe chưa? Anh Bảy ơi! Anh Bảy! Anh Bảy ơi! Gì? Anh Bảy! Anh Bảy! Cái gì mày? Lên em nói nghe nè! Nhanh đi trời ơi! Chết rồi trời! Chết rồi! Chết rồi! Chết rồi! Cái gì mà chạy hơn hả mày? Chết rồi anh Bảy ơi! Chết? Ai chết? Anh Tèo á! Cái gì? Ông Tèo á! Trời ơi! Tèo hôm sáng tao mới vừa gặp ông, giờ ông chết rồi. Không phải, ông chưa có chết, mà là ông sắp chết rồi. Mày bị bệnh hả mày? Lúc chết, lúc sắp chết là sao? Hồi nãy em câu cá bên kia, thấy hai thằng nào đó, nó nói là đến nó gặp ông Tèo nó xử ông á. Hai đó là hai thằng nào? Em không biết nữa. Em nhớ rồi, hình như hai cái thằng đó là đồng bọn với hai thằng cướp hởm á. Vậy là chết rồi. Trời ơi, sao mày ngu quá vậy? Sao mày không chạy thẳng qua ông Tèo mà chạy lại đây làm chi vậy?
Trời đất ơi là trời. Tại vì á, em tính đi báo cho anh Tèo biết, mà em nghĩ đi ra ruộng gặp anh nó gần hơn qua bên nhà ổng chứ bộ. Trời ơi, cái thằng gì đâu ngu dễ sợ. Là mày làm mất thời gian quá. Mệt quá. Đi đâu vậy? Đợi em với. Chờ chờ em với. Chờ chờ với. Đâu rồi? Đâu? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đâu rồi? Đâu rồi? À, ông Tèo đâu cô Hồng? Sao mệt quá. Thấy tụi bay hả? Đâu nhìn mặt nhau rồi bị đặt hỏi han. Trời đất ơi, chuyện gấp mà cô Hồng còn nói nữa, gấp lắm luôn á. Dạ, ông Tèo đâu? Hình như khách kia đi rồi. Chị ơi, Nam hay là nữ? Nam. Chị ơi, chết rồi. Cái rồi bây giờ biết ổng đâu mà kiếm gì vậy? Cái vụ vậy? Anh Bảy, em biết, biết. Mày biết? Dạ. Chị ơi, cái thằng ngu, ngu dễ sợ, nãy không chịu nói để chạy tới đó luôn. Phải bây giờ chạy qua bên rồi đi kiếm, biết được đâu kiếm. Thì hồi nãy em vợ em cũng đi kiếm anh Tèo để thông báo cho anh biết nè. Mày ngu dễ sợ. Cái gì vậy trời? Mình có công thông báo mà cũng chửi mình làm sao vậy? Cái gì vậy? Kiếm cái gì? Kiếm ai? Cái vụ gì? Con cho con mượn ra chổi lông gà nha. Con làm vũ khí chút. Ê, nhớ trả cho tao cái lông gà nha. Trời đất ơi. Xuống đây. Cho em xin 15 ngàn. Đó đó anh. Đó đó. Anh muốn gì? Muốn gì hả? Bữa nay tao cho mày một bài học. Đừng bao giờ chỏ bỏ cái chuyện khác cho mày. À, hai thằng bay là đồng bộ của thằng ăn cướp bữa hổm không? Hả? Giờ mày biết á, cũng đá mộng màng rồi. Ây da, ây da, ui da. Ây da, ây da. Ây da, cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi là con ơi, ây da, cứu tôi. Cứu tôi là con ơi, ây da. Ây da, ây da, ây da. Mày cứu tao đi. Cứu nó kìa, cứu nó đi. Cứu nó, ây da. Ủa mấy đứa nhỏ này mới vừa ăn cơm xong mà lập bè kéo cánh đi đâu hết rồi kìa. Hết biết thiệt chứ. Trời ơi, lông gà của tao đây đó hả? Dạ. Còn đây nữa nè cô Hồng. Trời ơi, mày lấy keo mày dán lại cho tao rồi trả cho tao. Hả? Con dán này hả? Chứ còn gì nữa. Thôi đi lấy keo dán cho tao. Dạ dạ. Nhanh. Dạ. Trời ơi. Trời, con có bị sao không? Chạy chứng bệnh không sao đâu. Trời ơi, coi coi. Chỗ này bầm nè. Ui cha, đau. Dạ. Dạ. Ui đau đau. Không sao hả? Không sao. Không sao mà la dữ vậy hả? Còn con? Con bị sao không? Dạ, con không có sao. Giỏi ghê vậy. Con thấy không? Chuyện xảy ra mà không có anh em bảy cò là không biết chuyện sao nữa à. Ừ, cảm ơn nha. Có gì đâu, hàng xóm với nhau mà. Ừ. Thấy không? Có chuyện gì mới thấy anh em làng xóm láng giềng quan trọng không? Quan trọng. Nè, ông bà ta hay nói nè, bán bà con xa, mua láng giềng gần. Con thấy đúng không?
đúng không? Dạ hiểu. À, hiểu. Mày sao ngoan sợ luôn à. Khoan nữa nè, cô dặn câu nữa nè. Dạ. Mai mốt á, anh em có chuyện gì từ từ nói, chứ đừng có hở tí giận hờn nhau rồi không nhìn mặt nhau, nghe không? Biết rồi bà ơi. Dạ biết rồi. Nếu vậy thì bắt tay làm quề đi. Về nha. Anh em về nha. Dạ. Ủa bóp đây đau chưa nữa. Rồi. Mày làm lớn quá. Nó nghe nè. Ủa, mấy thằng cướp đâu rồi? Dạ, con đưa lên công an xã hết rồi. Ui, hay quá vậy ta, giỏi ghê vậy đó. Vui ơi là vui à. Nó nghe nè. Dạ. Sẵn bữa này vui quá đó. Dạ. Cô cười cái chai rượu một bữa đó. Trời ơi, rượu một bữa là ngon lắm luôn á. Trời ơi. Ủa bà quên bữa hổm nhờ rượu cứu tỏi của bà mà hai huynh đệ tụi tôi xém chút tương tàn hả? Dạ đúng rồi. Tình anh em mém chút rồi, ngấm cứu tỏi luôn. Đúng rồi đó. Tao giỡn thôi chứ thiệt sự ra hả? Mà nói thiệt nha, do bản thân mình thôi, đừng có hở tí á, tại rượu cái quậy cũng tại rượu, đúng không? Thì tại cũng được. Nói tóm lại là bữa nay hai anh em tụi tôi không uống rượu nữa. À, bỏ nhậu. Đi uống cà phê. Đi uống cà phê. Đi uống cà phê. Đi uống cà phê. Uống cà phê đây mà. Đi đâu vậy? Uống cà phê đây mà. Cái tụi này, bữa nay bỏ tao hả? Cô Hồng ơi. Cô Hồng. Cái gì? Hết keo rồi, cô đi mua keo giùm con nha. Hả? Mày sai tao nữa hả? Dạ, cô đi mua keo giùm con. Mày muốn không nè, mày đi mua keo. Sai tao. Mày đi mua keo, mày đi cho tao nha. Trời ơi, tụi bay làm tao mệt lắm rồi nha.